Đây cho quý vị các bạn. Đó, quý vị có thể thấy là nó có một cái khả năng sang số và sang líp rất mượt mà. Và độ trễ gần như là không có luôn. Đó, sau khi quý vị nghe thấy một tiếng tạch thì quý vị đã nhìn thấy được là cái xích nó chuyển số rồi. Và không hề có một âm thanh lạ nào phát ra. Năng động, cá tính, chinh phục mọi địa hình, đỉnh cao của trang bị. Đó là những gì người ta nghĩ đến khi nói về mẫu MTB Chevaux Toto, thương hiệu ngựa chiến của nước Pháp. Là một trong những mẫu xe địa hình sở hữu những trang bị hàng đầu phân khúc, Chevaux Toto được anh em biker ưu ái đặt cho một cái tên: ông vua off-road. Ở giải đua địa hình Việt dã thử thách Xuân Tăng tại Lào Cai năm 2022, Chevaux Toto là một trong những chú ngựa chiến xuất sắc đạt giải thưởng danh giá khi chinh phục thành công một trong những cung đường đua khắc nghiệt nhất Việt Nam. Xe được trang bị bộ khung sườn hợp kim nhôm cao cấp 6061, groupset Shimano Deore M5100 Japan 22 tốc độ, là bộ chuyển tốc cao cấp nhất dành cho xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Shimano. Ngoài ra không thể không kể đến bộ giảm xóc dầu SR Suntour có khóa hành trình, Meyer Novatec, đùi đĩa trục rỗng ProGel là những trang bị mà bất kỳ biker nào cũng khao khát được sở hữu trên chiếc xe của mình. Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Xe đạp 247. Và trong chương trình review ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc xe lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe mà trong vòng khoảng 1 tháng trở lại đây thì quý vị có thể đã được xem rất nhiều trên các cái clip ngắn của Xe đạp 247. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mới ra một clip review chính thức về mẫu xe này. Như quý vị các bạn đã theo dõi, đặc biệt là những người đã theo dõi kênh Xe đạp 247 từ ngày đầu, và những quý vị khán giả thân mến, thì quý vị đã biết là Xe đạp 247 thì từ trước đến nay rất ít review về xe đạp MTB, đúng không ạ? Chúng tôi chủ yếu phân phối các cái dòng xe đạp touring, xe đạp road. Thì chúng tôi bật mí đến quý vị các bạn là thời gian tới chúng tôi sẽ ra mắt rất nhiều các mẫu xe MTB phục vụ cho quý vị các bạn tham gia thể dục thể thao. Và ngày hôm nay trước màn ảnh nhỏ quý vị các bạn là hai mẫu xe đến từ thương hiệu Chevaux, thương hiệu con ngựa của nước Pháp. Bên tay trái của màn ảnh nhỏ quý vị là mẫu Chevaux Toto, bên tay phải cũng là Toto. Và điểm khác nhau của hai mẫu xe này, mặc dù là cùng tên, bên trái cũng là Toto đúng không ạ, bên phải cũng là Toto, nhưng bên trái là Chevaux Toto thuộc dòng xe MTB, xe leo núi, xe địa hình. Còn bên tay phải của quý vị các bạn là Chevaux Toto, nhưng mà là xe đi sa mạc và xe đi tuyết. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hai mẫu Chevaux Toto ở bên tay trái mà nhỏ quý vị các bạn. Chúng ta có hai cái màu sắc chủ đạo của mẫu Chevaux Toto MTB, đó là màu trắng ngọc trai và màu đỏ cam. Về cấu hình của phiên bản này, chúng ta có một cái cấu hình rất là cao. Chiếc xe được trang bị bộ chuyển tốc Shimano Deore M5100, 2 đĩa và 11 líp đến từ thương hiệu Nhật Bản. Cái mẫu với các cái phiên bản củ đề của Deore, xin giới thiệu quý vị là nó sẽ được sản xuất 100% tại Japan. Đó, tôi sẽ quay cho quý vị chi tiết về cái thông tin của cái củ đề này. Do nó bị ngược sáng một chút nên quý vị sẽ hơi khó nhìn. Đó, nếu quý vị nào tinh mắt thì có thể nhìn được là cái mã sản phẩm của cái tay đề này là M5100, và có dòng chữ Japan ở bên cạnh. Đó, như trong một số clip lần trước thì tôi có giới thiệu là cái củ đề của những cái bộ chuyển tốc của Shimano thì
phần lớn nó được sản xuất tại những thị trường như là Indonesia, Philippines hay là Malaysia, và một số rất ít được sản xuất tại Nhật Bản. Thì ở trên chiếc Volvo Toto này nó được trang bị cái bộ chuyển tốc Shimano Deore, là cái bộ chuyển tốc group set cao nhất của dòng xe địa hình, và nó được sản xuất tại Nhật Bản, thưa quý vị. Nó được sản xuất tại Nhật Bản, quý vị nhé. Đó là một lợi thế rất lớn của những cái củ đề được trang bị trên chiếc Toto này. Và nó cho chúng ta một cái cảm giác sang số rất là mượt mà, rất mượt mà. Bạn có thể giúp mình nghiêng cái xe để mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái khả năng chuyển tốc của chiếc xe này. Ngay bây giờ thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn. Đó, quý vị có thể thấy là nó có một cái khả năng sang số và sang líp rất mượt mà, và độ trễ gần như là không có luôn. Đó, sau khi quý vị nghe thấy một tiếng tạch thì quý vị đã nhìn thấy được là cái xích nó chuyển số rồi, và không hề có một âm thanh lạ nào phát ra, thưa quý vị. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó, rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi về phần đùi đĩa của chiếc xe này. Nó được trang bị một bộ đùi đĩa ProGel, một thương hiệu rất nổi tiếng về sản xuất các cái bộ đùi đĩa. Như quý vị đã xem rất nhiều clip của xe đạp 27 thì cái thương hiệu như là Louis Gardner này, thương hiệu Chevrolet cũng có sử dụng ProGel rất là nhiều. Louis Gardner cũng là một thương hiệu nổi tiếng của Canada thì họ cũng sử dụng rất nhiều cái thương hiệu này. Đó, và chiếc này được trang bị trục rỗng, thưa quý vị, được trang bị trục rỗng nhé. Đó, và cái đĩa của con này đang được sử dụng là đĩa 34T, 34 răng. Và quý vị có thể thấy là nó còn nhỏ hơn cả cái líp sau này. Cái líp sau của con này là líp 42, líp to nhất là lên đến 42T. Đó, thì quý vị có thấy là cái moment xoắn của nó sẽ đạt được rất là lớn khi chúng ta sử dụng, nhưng đổi lại thì tốc độ sẽ không được cao. Đó, quý vị chơi xe địa hình thì chắc chắn là sẽ am hiểu về điều này. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một moment xoắn rất lớn khi quý vị thực hiện những cái cú leo dốc trên những cái cung đường để off-road. Rồi, chúng ta cũng được trang bị trên chiếc Toto này được trang bị một cái cặp vành lốp rất là lớn, thưa quý vị. Một cặp vành lốp có kích thước là 29 × 2,25 inch. Đó, bình thường thì trung bình chúng ta được thấy những chiếc xe địa hình ở thị trường Việt Nam thì thường được trang bị là những cái bộ lốp và cặp vành khoảng trung bình là 27,5 inch. Đó, 26 thì ở những cái thời gian đầu như chúng tôi thấy cách đây khoảng 7 đến 8 năm về trước, khi mà cái xu hướng về xe đạp thể thao bắt đầu phát triển thì mọi người đa phần là đi những chiếc xe MTB bánh 26 inch. Nhưng sau này khi mà người chơi trở nên chuyên nghiệp hơn, am hiểu hơn về xe đạp thể thao thì bắt đầu là những cái nhu cầu chúng ta chuyển dần sang những dòng xe MTB bánh 27.5 và 29. Thì thực ra là những chiếc xe bánh 29 này rất hiếm gặp ở thị trường Việt Nam, thưa quý vị. Bởi vì trang bị của nó đòi hỏi rất tốn kém, thưa quý vị. Đó, và một chiếc Chevrolet Toto này chúng ta cũng được trang bị một cặp bánh lốp 29 inch đến từ thương hiệu Maxxis, thưa quý vị. Thương hiệu Maxxis là thương hiệu rất nổi tiếng về sản xuất xăm lốp cho tất cả những cái phương tiện giao thông, không riêng gì xe đạp, thưa quý vị, không riêng gì xe đạp nhé. Chúng ta gặp nhiều trên xe đạp thôi, nhưng Maxxis họ sản xuất rất nhiều về những cái bộ xăm lốp đó. Xin bật mí cho quý vị là Maxxis thì nó còn cao cấp hơn cả Canada đó. Cái quan trọng nhất của chiếc xe đây, đối với một chiếc MTB thì cái thông tin này cũng rất quan trọng đối với các biker. Đó là cái thông số của cái fork trước, hay còn gọi là giảm sóc. Đó, thì chiếc này được trang bị là một cặp giảm sóc của Suntour. Đó, Suntour là một hãng rất là nổi tiếng về sản xuất những bộ fork cho xe MTB. Và chiếc này được trang bị là fork dầu có khóa hành trình. Đó, quý vị có thể thấy là cái khóa hành trình của fork đây. Khi chúng ta không muốn nhún thì chúng ta có thể khóa lại và mở ra tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Đó, Suntour 29 inch. Đó, một cặp fork rất cao cấp. Nếu bộ fork này quý vị mua lẻ ở bên ngoài thị trường thì nó có dao động khoảng từ 1,8 triệu đến 2 triệu một cái cây fork này. Đó, để quý vị có thể được thấy được là chiếc xe được trang bị toàn phần lớn là những cái trang bị rất là hàng hiệu, thưa quý vị nhá, rất hàng hiệu.
Rồi chúng ta cũng được trang bị ở đây là hai cặp Meyer đến từ thương hiệu Novatek. Đó. Meyer trước và Meyer sau đều được trang bị là của Novatek. Đó. Một thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất những bộ Meyer dành cho xe đạp thể thao. Đó. Chiếc này thì 100% là sử dụng vòng bi bạc đạn quý vị nhé. Sử dụng vòng bi bạc đạn cho chúng ta một cái độ trớn rất là tốt. Rồi, ở đây chúng ta cũng được trang bị về phần dàn đầu. Chúng ta có một bộ phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano. Một bộ phanh dầu MT200 đến từ thương hiệu Shimano. Bộ chén cổ của Nesco. Đó. Tay ghi đông của chiếc này có bề rộng rất là lớn. Tôi nhớ không nhầm là lên đến khoảng hơn 70 phân gì đó. 70 phân. Chiếc xe này thì được trang bị một kích cỡ khung duy nhất thôi là khung 16 inch. 16 inch. Thì với cái size khung này thì nó sẽ phù hợp với các anh chị có chiều cao trung bình từ 1m60 đến khoảng 1m75, 1m75, 1m77. Đó. Thường thì trước đây thì chúng tôi có thấy những hãng khác thì đa phần họ sẽ build những cái khung là 15 inch này hoặc là 17 inch này. Nhưng mà với Travel thì họ sẽ build một cái khung là ở cái mức giữa là 16 inch. Đó thì nó sẽ phù hợp với đại đa số cái chiều cao trung bình của người Việt Nam. Rồi, sau khi chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về cái cấu hình cũng như là các trang bị chủ đạo của chiếc xe này. Xin lỗi, một điểm rất là quan trọng đó là chiếc xe này được trang bị là khung nhôm không mũi hàn. Sử dụng vật liệu nhôm cao cấp 6061, đó, mũi hàn mịn. Cho chúng ta một cái cảm giác rất là liền lạc, một cái xe rất là liền lạc. Đó, và cái phần chạc ba của chỗ cọc yên này thì cũng được là mài nhẵn và có một cái phần xương đảm bảo độ cứng chắc khi mà chúng ta off-road. Quý vị biết là những chiếc xe địa hình thì thường phải chịu những cái lực vặn xoắn rất là lớn khi mà mọi người đi off-road trên các cái cung đường đèo núi có độ dốc cao cũng như là địa hình bề mặt gồ ghề. Thì Travel họ cũng rất tinh tế và họ gia cố thêm một cái phần là phần xương gáy ở đây, giúp cho chúng ta cái xe có cái lực chịu lực tốt hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giá bán của chiếc xe này. Với những cái trang bị hàng đầu trên bảng xếp hạng xe MTB như vừa rồi, chúng ta có hợp kim nhôm, khung hợp kim nhôm này 6061, phuộc trước của Suntour, có bộ đề của Shimano Deore M5100 Japan, chúng ta có đùi đĩa trục rỗng của Progel, chúng ta có phanh dầu MT200 của Shimano, chúng ta có lốp của Maxxis. Đó, gần như là rất là đồng bộ, đều là những cái phụ tùng phụ kiện đến từ những thương hiệu rất lớn và tên tuổi hàng đầu thế giới. Thì chúng ta có giá bán của chiếc Travel Toto là 11.790.000. Mức giá này 11.790.000, quý vị các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cộng với 7 món quà tặng đặc biệt của xe đạp 247, bao gồm đèn trước, đèn sau, gọng bình, bình nước, một chai dầu chassis, một bộ lục giác và một cặp chắn bùn. Đặc biệt là trong cái dịp này thì chúng tôi sẽ tặng thêm cho quý vị các bạn là hai chiếc xăm cao cấp đến từ thương hiệu Maxxis nhé. Hai chiếc xăm cao cấp đến từ thương hiệu Maxxis để quý vị các bạn dự phòng khi mà chúng ta sử dụng, trong quá trình sử dụng. Đó, quý vị nhớ nhé, chúng ta có mức giá bán là 11.790.000 cho hai phiên bản màu đều giống nhau. 11.790.000, quý vị các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc cộng với quà tặng phụ kiện. Rồi, chúng ta cùng đến với một anh chàng rất là bảnh trai đứng kế bên của hai chiếc Travel Toto. Nó cũng là Travel Toto nhưng chúng ta có thêm một chữ Phát ở đằng sau. Đó, Travel Toto Phát. Xin giới thiệu đến quý bạn. Chiếc xe này, như tôi đã nói ở phần đầu của video clip, nó được sinh ra để chúng ta sử dụng trên các cái địa hình có ma sát rất là thấp. Ví dụ như ở sa mạc hay là ở những cái đất nước mà có khí hậu lạnh, có tuyết dày, băng giá. Thì cái độ bám với mặt đường rất thấp. Đó, quý vị cũng biết đúng không ạ? Với trên sa mạc hay là với đường tuyết
thì nó ma sát rất là thấp và chúng ta rất dễ bị trơn trượt. Và những chiếc xe bánh béo này, chúng ta hay gọi với nhau là chiếc xe bánh béo, nó được sản xuất ra, nó được sinh ra để phục vụ nhu cầu đi trên những cung đường khắc nghiệt, trên những địa hình khắc nghiệt. Thì bây giờ nó đã có mặt tại Việt Nam. Thực ra với địa hình Việt Nam thì nó dư sức để chinh phục được đó. Nhưng đổi lại chúng ta sẽ phải chấp nhận một điều, đó là tốc độ nó sẽ không thể cao được. Như tôi đã nói ngay từ đầu của clip đó, thì chiếc xe này gần như cấu hình cơ bản rất giống với chiếc Volvo Toto bên kia. Nó chỉ những cái điểm khác tôi sẽ chỉ ra với các bạn. Thứ nhất, càng trước sẽ được thay bằng càng cứng đó, sẽ không có phuộc hành trình như chiếc kia nữa, bởi vì cái lốp của nó quá lớn rồi, lốp nó đã đủ êm rồi và nó sẽ không cần hành trình phuộc nữa. Nhưng đây cũng là một chiếc phuộc càng trước rất là cao cấp, thưa quý vị. Nó là càng nhôm đúc nguyên khối đó. Đó. Như quý vị các bạn cũng biết là thường những xe địa hình trên thị trường thì nó chỉ sử dụng là khung nhôm và càng thì thường sẽ là lai của một bên thứ ba là càng thép hoặc là để tăng độ cứng vững. Nhưng với Chavo thì họ đã đồng bộ đến cả những chiếc càng này, được sử dụng là càng nhôm đúc nguyên khối giúp gia tăng độ cứng vững cũng như là cho chiếc xe có một cái thẩm mỹ rất là tốt, cái tính thẩm mỹ cao hơn rất là nhiều so với những cái càng bình thường đó. Và với bộ chuyển tốc thì sao, nó cũng giống y hệt như chiếc Chavo Toto kia, nhưng chúng ta có một cái lip là lip của Sunshine, lip của Sunshine 11 tầng. Và đĩa của chiếc này thì chúng ta chỉ có một tầng duy nhất thôi, đó là đĩa 34T và cũng được trang bị của ProGel trục rỗng, thưa quý vị đó. Và điểm đặc biệt của chiếc xe này là gì? Quý vị cũng biết là ở trên thị trường thì có rất nhiều những chiếc xe bánh béo giá rẻ đến tầm trung mà nó trang bị thường là bánh kích thước là 26x4.0. Còn với chiếc xe Toto Fast của chúng ta thì nó được trang bị là bánh 26x4.8. Tôi sẽ giải thích một chút. 26 ở đây tức là đường kính của bánh xe là 26 inch. Còn 4.8 ở đây tức là bề rộng của lốp xe. Đó. Thì với những chiếc xe bình thường bánh béo thường ở trên thị trường là nó trang bị là 4.0. Còn với chiếc xe này của chúng ta thì nó được trang bị là 4.8 inch, thưa quý vị. 4.8 inch quý vị nhân cho tôi với 2,54 thì sẽ ra đơn vị là cm. Tức là chiều rộng của chiếc này, tôi nhớ không nhầm là khoảng gần 13 cm. Bề rộng của chiếc lốp này gần 13 cm, thưa quý vị. Nó tiệm cận đến những chiếc xe, những cái lốp của những chiếc xe PKL hay còn gọi là phân khối lớn ấy, những chiếc mô tô phân khối lớn đó, nhìn rất là hầm hố, thưa quý vị. Nếu quý vị đi những chiếc xe Toto Fast này ra đường, tôi khẳng định 10 người sẽ phải ngước mắt nhìn quý vị đó. Nó có một cái gì đấy rất cuốn hút, rất cuốn hút, thưa quý vị. Và chiếc xe này cũng được trang bị là một kích cỡ size duy nhất, thưa quý vị, là 17 inch. Đó, 17 inch. Chiếc xe này thì sẽ phù hợp với đại đa số chiều cao trung bình của người Việt Nam, khoảng từ 1m58 đến 1m75 đến 1m75 đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về giá bán của chiếc xe này, chiếc xe Toto Fast vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam và được phân phối chính hãng tại Xe Đạp 247, có mức giá bán là 10.790.000, thưa quý vị. 10.790.000. Chúng ta có hai phiên bản màu là màu đỏ cam và màu xanh vàng, và màu xanh vàng, thưa quý vị. 10.790.000, quý vị các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cộng với quà tặng phụ kiện 7 món đi kèm của Xe Đạp 247, bao gồm là đèn trước, đèn sau, một chiếc gọng bình, một chiếc bình nước, một chai dầu cha xích, một bộ lục giác và một cặp chắn bùn. Chút nữa thì quên mất là về một cái điểm cũng rất đặc biệt của 4 chiếc xe Toto có mặt tại trên màn hình ngày hôm nay, đó là về phần yên của những chiếc xe địa hình này. Quý vị có thể thấy là với một cái vật liệu rất cao cấp, rất cao cấp, và cái thiết kế khí động học cũng rất là êm ái nhé, thưa quý vị. Nó có cái bề rộng rất lớn giúp cho quý vị các bạn có thể chinh phục những cái cung đường rất khắc nghiệt mà không phải lo là về sợ đau mông hay là chấn thương trên các cái vùng hông của mình đó. Và tất cả những chiếc này đều được cái thiết kế là có cái rãnh ở giữa giúp chúng ta sử dụng rất là thoáng mát và khả năng thoát mồ hôi rất tốt, thưa quý vị. Đó, tôi sẽ lướt lại một lần cuối cùng những chiếc xe này trước khi kết thúc clip ngày hôm nay.
Thực sự là những phiên bản MTB này đang làm mưa làm gió trên thị trường xe đạp thể thao hiện nay. Đó, đặc biệt là hai chiếc Toto Fast mà vừa rồi thì chúng tôi có tổ chức một buổi đạp thử và ra mắt tại Hà Nội. Chắc là hôm đó thì cũng rất nhiều quý vị các bạn đang theo dõi chương trình có mặt tại đó để trải nghiệm xe rồi. Vâng, clip này thì cũng tương đối là dài và tôi xin phép là kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và luôn luôn ủng hộ đến kênh Xe Đạp 247. Chúc quý vị các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và tham gia thể dục thể thao an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.